cánh với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành lao động thương binh và xã hội 28 tháng 8 1945 28 tháng 8 2024. Hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành trong suốt chiều dài lịch sử 79 năm hình thành và phát triển. Bây giờ hỗ trợ đưa bà con di chuyển về phía sân khấu để nhận phần hỗ trợ từ phía công ty Samamita. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phùng Hiệp Quốc, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ông Lê Quang Dương, giám đốc công ty cổ phần công nghệ Savameta sẽ cùng lên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ trong ngày hôm nay. Xin mời đồng chí Phùng Hiệp Quốc và ông Lê Quang Dương sẽ chụp hình lưu niệm cùng với bà con được nhận phần hỗ trợ. Vâng, xin mời bà con chúng ta sẽ di chuyển về vị trí cũ. Xin đề nghị xã Bù Gia Mập và xã Đắc Ơ sẽ tiếp tục di chuyển những bà con được nhận hỗ trợ trong ngày hôm nay tiến về phía sân khấu để nhận phần kinh phí hỗ trợ của công ty Savameta. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Mai Hương và đồng chí Mai Xuân Tuân sẽ lên trao phần kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn. Xin trân trọng kính mời ông Lê Quang Dương sẽ lên trao phần kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình. Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành lao động thương binh và xã hội, ngày 28 tháng 8 1945 và ngày 28 tháng 8 2024, sáng ngày 24 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa đánh dấu 79 năm ngày thành lập ngành. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa, điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ chính là các trò chơi thể thao sôi động mang đến một không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động.
với mục tiêu tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và nâng cao sức khỏe. Các hoạt động thể thao đã thu hút đông đảo sự tham gia của mọi người. Các trò chơi dân gian truyền thống đã tạo nên một sân chơi đa dạng, đáp ứng sở thích của nhiều cán bộ, công nhân viên và người lao động. Tiếng cười nói rộn rã, những pha tranh tài sôi nổi đã làm không khí buổi lễ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Buổi lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành lao động thương binh và xã hội đã khép lại trong không khí vui tươi phấn khởi. Đây không chỉ là dịp để ngành ôn lại truyền thống, nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là động lực để ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
mình họp mặt của ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với những tiết mục văn nghệ chào mừng. Thân ca Việt Nam Vĩnh TV biểu diễn Ngọc Trung. Quốc ca Một Vòng Việt Nam biểu diễn Ngọc Trung, Hoàng Vân và Thanh Loan. Xin kính mời tất cả các quý vị các bạn cùng thưởng thức. Vết chân tròn vì mẹ làm tiếng con gái.